Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Raiden Channel. Nội dung chuyên mục tổng hợp tin tức xe máy hôm nay, mình sẽ cập nhật cho các bạn một phiên bản Honda Dream 125 phân khối NCX được nhập khẩu nha các bạn. Thì các bạn nhìn sơ qua các bạn cũng đoán được là chiếc này được nhập khẩu ở đâu rồi đúng không? Nói chung là chiếc này thì mình trước đó mình đã có làm một clip nói về em này rồi, rất là lâu rồi, được rất là nhiều bạn quan tâm và ưa chuộng luôn. Thì sau clip đó mình đã bỏ một thời gian rất là lâu, tại vì bên mình chỉ nhập về đúng một chiếc thôi thì đã bán rồi. Đợt này sau một năm á, đợt này bên mình nhập về tiếp được hai chiếc nữa nha các bạn. Nói chung là chiếc này nhập rất là khó khăn, nên mình sẽ review chi tiết cũng như báo giá cho các bạn tham khảo luôn. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nha. Và cập nhật những thông tin về xe máy hiện hành bây giờ như là Honda, Yamaha và Suzuki, và cũng như các xe máy về xe cổ các bạn. Kênh mình cũng có cập nhật một số dòng xe cổ luôn. Bạn nào có sở thích cũng như đam mê về dòng xe cổ có thể vào kênh mình để tham khảo nha các bạn. Và bạn nào có nhu cầu mua xe ở khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 gặp anh Cần nha. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu vào chủ đề chính. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ lược tổng quan cũng như báo giá em này nha các bạn. Đây, chiếc này là chiếc Honda Dream 125 phân khối, hay còn gọi là Dream NCX 125 phân khối đó các bạn. Phiên bản này là phiên bản màu đen nha. Và chiếc này có giá là 135 triệu. Bên mình bao rút hồ sơ. Còn phí làm biển số thì các bạn tự cầm hồ sơ về các bạn làm biển số nha các bạn. Bên mình sẽ đưa hồ sơ gốc cho các bạn. Đó. Và chiếc này là có giá là 135 triệu nha. Nó khá là mắc. Mắc là tại vì nói chung là mình làm hồ sơ rất là khó và phức tạp các bạn. Tại vì chiếc này là xe nhập khẩu mà. Đây, đầu tiên mình sẽ quay review chi tiết nha. Chiếc này là đời 2019 cũng như cận 2020 luôn nha các bạn. Còn rất là mới, mới 100% luôn. Chưa một lần đổ xăng, chưa một lần lăn bánh luôn nha các bạn. Đây, đây là phần mặt trước đây. Nhìn sơ tổng quan chi tiết kiểu dáng thì em này nhìn rất là giống Honda Dream lùng hồi xưa của mình luôn. Nhưng mà nó không phải nha các bạn. Đây, đây là phần hệ thống đèn chính của xe. Hai bên là đèn xi nhan cũng như đèn định vị. Và ở giữa là đèn chính. Đều được sử dụng bóng đèn halogen truyền thống hết. Phía dưới là một mặt nạ Honda Dream được mạ vàng, mạ chrome vàng vàng á, nhìn khá là đẹp. Có thấy không? Nhìn rất là sang chảnh luôn. Và bên đây đó chính là tên xe NCX. Đây, nhìn cái chữ thôi là các bạn đoán được là được nhập khẩu từ đâu rồi, đúng không? Đó, mình không nói nhiều vấn đề này nữa. Và bên đây có một cái tên xe nhỏ nhỏ tên là Beyond Luxury. Rất là sang chảnh. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết phía dưới nha, phần hệ thống giảm xóc cũng như bánh trước của xe. Mình quay kỹ từng chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Xe này là mới nhập về, mới 100% luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các chi tiết còn rất là mới luôn. Đây, đây là phần động cơ xe này. Ở đây nó có một số chi tiết rất là lạ luôn mà ở Việt Nam mình không có. Nói chung là mình cũng không rành nữa, mình quay cho các bạn xem luôn nha. Là ở cái cục máy đầu bò đó nè, có thêm một cái ống gì đây nè. Đó, nhìn rất là lạ các bạn, nhìn rất là mới luôn. Mình không hiểu nó có chức năng gì. Thì bạn nào mà biết á, có thể comment phần phía dưới video á, để mình được biết nha. Tại mình thực sự mình cũng không rành, mình quay chủ yếu là chia sẻ các bạn thôi. Tiếp theo mình sẽ quay phần ngặt đồng hồ chính của xe nha các bạn. Đây, bên đây là cụm điều khiển. Này là nút pha đèn chính nè, nút còi nè. Và này là xi nhan nè. Chiếc này là được gắn bình rồi nha, mình mua về cho việc đổ xăng và chạy thôi. Tắt mở đèn chính, nút đề. Đây, mình sẽ mở chìa khóa xe cho các bạn xem. Đây là cụm đồng hồ chính của xe. Vẫn là sử dụng đồng hồ gọi là đồng hồ không có full LCD nha các bạn. Chỉ là đồng hồ cơ bình thường thôi. Đó. Nè, xi nhan trái nè, xi nhan phải nè, nút còi nè. Thấy chưa? Còn rất là ngon luôn nha các bạn. Chỉ có là chưa có xăng nên không đề được nha. Đó, chưa có xăng nên mình đề máy không được nha. Đây, chưa xe chưa qua sử dụng luôn. 1 km này là hạn á, trước khi mà nó sản xuất xe ra ngoài cho thị trường á, nó đều là chạy thử nha các bạn. Nên chiếc nào cũng được rodai tầm 1 km hết. Tiếp theo là mình sẽ quay phần dàn máy nha các bạn nha. À xong, mình quay phần yên xe trước đi. Đây, đây là phần yên xe nha các bạn. Đó, nói chung là xe mới, mình chỉ quay sơ lược cho các bạn xem tham khảo thôi. Còn đây là phần cốp xe nè, cũng như hệ thống nhiên liệu bình xăng xe. Đó, thấy chưa, có cốp xe nhỏ đây nè, phụ tùng nè, có cọng dây gì đây, cọng dây này có chức năng gì cũng không biết luôn.
Bạn nào biết có thể comment phía dưới bên giải đáp giùm mình nha. Và đây là phải nói bình xăng nè. Mình quay chậm rãi từng chi tiết cho các bạn xem luôn. Tiếp theo mình sẽ quay phần mặt hông xe nha các bạn. Đây là phần mặt hông xe nè. Đó, 125. Nhìn khá là đẹp luôn các bạn. Dream. Tiếp theo phía dưới một xíu là mình sẽ quay phần máy của xe nha các bạn. Đây, thì xe này là sở hữu khối động cơ là 124,8 phân khối nha. Mình hay gọi là 125 phân khối á, nhưng mà chính xác nó là 124,8 phân khối. Và sử dụng hộp số 4 cấp nha các bạn. Không côn tay nha, côn tự động nha. Và đây là chỗ hộp số truyền động của xe. Các bạn thấy còn mới không? Đó. Và dĩ nhiên dòng đặc trưng của những dòng xe rim này đó chính là cái phuộc hệ thống giảm sóc của nó nè, luôn có hai chế độ nha. Chế độ này đang là chế độ một người nè, mình quay qua một xíu là chế độ hai người nha các bạn. Đây là chế độ hai người nè, thấy chưa? Đây là đặc trưng của dòng xe rim cũng như các dòng xe future mà thời 2000 á, future neo, future fi rồi future cấp mập các kiểu đó các bạn. Dòng xe hiện hành bây giờ Honda đa số không có nha. Và đây là phần đuôi xe nha. Đó. Tiếp theo là mình sẽ quay mặt hông bên phải của xe nha các bạn, cũng như mặt hông bên trái thôi. Phần này là phần có ống bô này, hệ thống ống xả xe đó. Đây thì mình sẽ quay chi tiết luôn để các bạn xem nó mới cỡ nào và như thế nào luôn. Đó. Thấy chưa? Xe còn mới mà, nên mình chỉ quay sơ lược qua cái là được thôi. Chứ cũng không có gì phức tạp. Và đây là hệ thống máy xe nè. Các bạn thấy còn mới không? Và như vậy là mình vừa review chi tiết cũng như báo giá em Honda NCX Dream 125 phân khối nha các bạn. Và mình sẽ báo giá lại cho các bạn một lần nữa nha. Là chiếc này là có giá là 135 triệu, bên mình bao rút hồ sơ. Chiếc này được sản xuất vào năm 2019 cận 2020 đó các bạn. Nói chung là được sản xuất vào năm 2020 đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bạn nào có nhu cầu mua xe ở Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận á, có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 gặp anh Cần nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.